có 10 ngày. Nếu bạn nào có dịp về Lạng Sơn thì các bạn hãy ghé qua lễ hội ánh sáng nha. Chỉ có 10 ngày thôi, bạn nào chậm là không được đâu đấy. Dù mai đây có bay khắp phương trời, lòng tôi vẫn nhớ về Lạng Sơn yêu thương. Chào các bạn, hôm nay hai bố con tôi sẽ cùng nhau đi bộ lên đỉnh núi Khai Vệ để ngắm hoàng hôn nhá. Nào, bắt đầu thôi. Đây, phía đằng xa là hình ảnh mặt trời chuẩn bị lặn này. Và đây là đường lên trên núi. Không biết là bao nhiêu bậc, có thể thẳng để ý nữa. Rồi, đúng rồi. Ô, con nhỏ mình lên đây nhiều rồi mà chưa đếm bậc bao giờ. À, cũng được. Bây giờ mình sẽ đến đỉnh khi lên đến hết đỉnh núi nhá. Rồi, ok. Rồi, sao cao quá đấy. Cao quá. Con này quay lại nhìn ngắm cảnh này. Ui. Đây, ui rồi. Cảnh mặt trời chuẩn bị lặn đây các bạn ạ. Rồi, chúng ta tiếp tục tiến hành đi bộ tiếp. Như này đi cũng không khác gì đi thể dục đâu con nhỉ. Khi nào mệt quá thì nghỉ nhá con nhá. Là phía đằng xa đằng sau núi. Đây, phong cảnh thành phố Lạng Sơn các bạn. Ôi, mặt trời sẽ chuẩn bị lặn rồi kìa các bạn ơi. Nghe có khi bố phải dừng lại để chụp ảnh cái đấy. Con chào bố tí nhá. Sau khi tạm dừng để chụp ảnh thì mặt trời đã lặn mất rồi. Tiếc quá. Rồi, giờ hai bố con tôi sẽ tiếp tục leo lên đỉnh núi nhá. Nào, mời các bạn. Thành phố Lạng Sơn. Buổi chiều hoàng hôn thật là đẹp. Cờ núi Phai Vệ. Các bạn ơi, mình đến được ạ. 180 luôn. 180 bậc từ thời điểm bắt đầu cho bắt đầu. Đến bây giờ luôn. Đến bây giờ là có 180 bậc. Bây giờ mình sẽ bảo bố quay xuống dưới đây xem các bạn có thấy sợ không nhá. Wow. Sợ quá. Nhìn xuống đây mình sợ ngã lắm luôn ấy các bạn ạ. Nhìn sao? Wow. Sợ. Ơ sao bố để gần thế? Để xa không? Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Xa ơi hay là xa quá. Cực kỳ luôn. Sợ ơi là xa luôn. Cả nhà kia là view to và cả nhà view con và Vimcom không phải cao như thế đâu mà Vimcom chỉ thấp 3 tầng thôi. Các bạn đến được 3 là được. Đấy nhưng mà mấy cái tầng cuối cùng trên kia là cái gì nhỉ? Cái này là cao khách sạn đúng rồi. Là khách sạn Vimcom. Giá ngủ một đêm của nó là bao nhiêu tiền? Giá ngủ một đêm mà. Giá ngủ một đêm của nó hẳn là 1 triệu. Đắt quá nhỉ? Chỉ có khách VIP thì mới ngủ ở VIPer thôi nhỉ. Bởi vì giá nó rất là mắc. Hai bố con chúng tôi dự kiến là lên đến trên đỉnh cột cờ Phai Vệ để ngắm cảnh hoàng hôn. Tuy nhiên là đến nửa đường là mặt trời đã lặn mất rồi. Đấy, tuy nhiên là dù sao cũng lên được đến đỉnh. Đấy, sao cảnh hoàng hôn cũng rất là đẹp các bạn ạ. Đúng rồi, chuẩn. Đây này, các bạn thử nhìn lên bầu trời xem.
Và phía xa xa này là? Đây là sân đá bóng các bạn. Sân vận động. Sân vận động. Sân vận động Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Phần ở ngoài là chỗ để tập thi chạy, còn ở trên kia là những cái khán đài. Đúng rồi. Xong rồi ở sân cỏ phần dưới là nơi đá bóng nha các bạn. Đây chính là cầu Kỳ Cùng. Cầu Kỳ Cùng mà. Cầu ở kia là cầu Kỳ Cùng. Cầu Kỳ Cùng này tại sao lại là cầu mới mà lại không phải cầu cũ? Cầu cũ người ta đập đi rồi, đã phá đi và xây lại cầu mới. Còn phía đằng xa xa kia này, kia là gì? Chỗ có đèn sáng sáng kìa. Đèn sáng sáng kìa. Đố không biết là cái gì đó. Đỏ xanh kìa. Ngoài đỏ xanh mà đèn sáng trên đỉnh núi ấy. Không biết là gì không? Chỉ bên kia đi mà. Con chỉ không biết bên đấy. Đấy, phía đằng xa xa chỗ ánh sáng vàng vàng kia là thành nhà mạc. Bây giờ bố mình sẽ quay sang hướng bên kia rồi. Đi. Hôm nào hai bố con sẽ đi thành nhà mạc, làm một clip về thành nhà mạc riêng. Còn bên kia bố, bên kia thì sẽ là đó, bên nào? Hôm ngày 17 âm lịch, hai mẹ con và cả gia đình chúng mình đã vào danh thắng chùa Tiên Diễn Tiên, không mang máy quay đi bởi vì trong đấy không được mang máy quay đâu nha các bạn. Đúng rồi. Lẽ ra mình sẽ mời một bạn cùng tuổi với mình, và thân nhất với mình luôn, từ hồi 2 tuổi cho đến khi mình lớp 2 này thì vẫn là bạn. Nó tên là gì nhỉ con nhỉ? Là bạn đấy tên là Tên thật của bạn ấy là tên là đấy là mình Anh, tên mình là Miu. Tên thật của mình là Anh. Các bạn ơi, ở đây có hai ngọn núi lớn. Bây giờ mình về bố mình. Miu nhá, đi thôi. Yeah. Mà mình không biết ta. Con chuồn chuồn. Đúng rồi, con chuồn chuồn. Mình quên mất. Ở kia thì có một đàn chuồn chuồn đang bay ở đây. Wow, ở đây đứng nhìn Vincom có vẻ sẽ gần hơn đấy, và đẹp hơn đấy con ạ. Ở đây đứng nhìn Vincom sẽ sáng và gần hơn đấy các bạn ạ. Lên tiếp thôi. Xong rồi con gái sẽ đứng lên đỉnh. Ở đây có một ngọn cao, các bạn có thể ngồi luôn nè. Mà các bạn hãy cẩn thận kiểu ngã đấy nha. Mình thì mình lên đây và mình đã leo lên đây nhiều rồi. Cho nên mình đã rất là đẹp luôn. Và bây giờ bố sẽ chụp ảnh cho con một bức ảnh sâu deep luôn. Vâng ạ. Chị không? Ok. Ở đây lên, các bạn hãy xem dần dần nó sẽ nổi như nào nhé.
Và hôm nay nếu bạn nào ở Lạng Sơn thì các bạn cũng sẽ biết là hôm nay là lễ hội ánh sáng. Và nhân tiện nói về ánh sáng thì hôm nay là có lễ hội ánh sáng. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 thì sẽ có lễ hội ánh sáng. Hẳn sẽ có 10 ngày, nếu bạn nào có dịp về Lạng Sơn thì các bạn hãy ghé qua lễ hội ánh sáng nha. Chỉ có 10 ngày thôi, bạn nào chậm là không được đâu đấy. Giá cả trẻ con thì là 30.000, còn nếu là người lớn thì là 50.000. Các bạn nhớ nha. Và bây giờ cũng đã là 6 giờ tối rồi. Bây giờ mình và bố mình sẽ leo lại xuống núi và trở về nhà cùng với mẹ yêu thôi nào. Đi thôi. Yeah. Dưới nhấn nút và chia sẻ nha. Bây giờ video sẽ kết thúc. Tạm biệt các bạn.